Kính thưa quý vị, Lý Đô Sài Gòn TV, chúng tôi gửi đến quý vị một vài hình ảnh sinh hoạt Phật giáo nhân ngày rằm tháng giêng năm Mậu Tuất. Một trong những nơi mà chúng tôi chọn lựa để đến đầu tiên, kính thưa quý vị, đó là tu viện Minh Đăng Quang, ngụ tại thành phố Westminster. Chắc quý vị biết thành phố Westminster là một trong những thành phố tiêu biểu cho người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ. Xin cảm ơn anh. Kính thưa anh, ngày hôm nay đúng là ngày rằm thì rất là vui các anh chị em trong câu lạc bộ Thiện Nghệ Sĩ có dịp đến đây để gặp sư cô, chúc sức khỏe cho cô ngày đầu năm thưa anh. Và cũng rất là vui ngày hôm nay cũng đến, cũng nhân dịp cũng gặp anh. Thì nơi đây cũng qua làn sóng của đài thì kính chúc quý vị khán thính giả của đài một năm mới rất là nhiều sức khỏe. Một trong những cái nét tiêu biểu mới nhất của sư cô Bích Liên là kính thưa quý vị, cô đã đổ công để gây dựng lại một cái ngôi chùa do trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên điều hành trong một cái thời gian khá dài. Và kính thưa cô, thưa sư cô, đến bây giờ thì tình hình ở tu viện như thế nào rồi thưa sư cô? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin đề đầu đảnh lễ, trước hết là đảnh lễ với Hòa thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, và xin trân trọng kính chào anh nhà báo Đoàn Trọng và chào tất cả quý Phật tử xa gần. Pháp viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nhiên ở trên đường Westminster, thành phố Westminster đã hoàn thành viên mãn, đã khai trương vào đầu năm mới 2018 Mậu Tuất. Hàng ngàn Phật tử đã về đây lễ Phật và lễ Tổ cũng như lễ sư ông Pháp chủ Thích Giác Nhiên. Thưa sư cô, năm nay ngày rằm đầu tháng giêng, sư cô muốn gửi lời gì đến tất cả các đồng hương Phật tử ở ngay trong thành phố Westminster nói riêng và ở tại quận Cam Nhĩ tại Hoa Kỳ nói chung, những người hướng vấn đề tâm linh của họ đến với Phật giáo? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết thì con xin kính chúc quý Chư Tôn Hòa Thượng Chư Tăng Thiền Đức Tăng Ni một năm mới pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Cùng gửi lời thân chào đến tất cả quý thanh hào nhân sĩ, quý đồng hương, hội đoàn, cộng đồng, cùng tất cả quý truyền thông báo chí và tất cả các anh nghệ sĩ, cùng chia sẻ là tất cả chúng ta hãy thương yêu nhau và cùng đến với nhau. Chúng ta sẽ thực hiện những tâm từ để tất cả chúng ta có một cuộc sống có ý nghĩa hơn, và chúng ta sẽ sống hòa hợp hơn để cho cộng đồng của chúng ta càng ngày càng lớn mạnh hơn, để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta sớm được ấm no, tự do và hạnh phúc. Và nhân dịp này thì cũng chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường lạc và lúc nào cũng thành công viên mãn đời sống. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Với cái kinh nghiệm sư cô bây giờ thì sư cô đang tu học mà tiến sĩ tại Sri Lanka, và hy vọng là trong tương lai cái sự thế hệ trẻ nói tiếp, cha ông của chúng ta sẽ tiếp tục để giữ vững cái nền văn học cũng như là về tôn giáo của xứ người càng ngày càng lớn mạnh hơn. Đó là cái điều mà do thế hệ trẻ rất là quan trọng cho người Việt của chúng ta tại hải ngoại. Cho nên sư cô nghĩ rằng các em nhỏ cố gắng học hành cũng như cố gắng để tìm hiểu về tôn giáo, đặc biệt là về Phật giáo, để làm sao mình sống xứng đáng là một người con của gia đình và của quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngay ở tu viện Minh Đăng Quang thì chúng tôi có rất nhiều Phật tử đã trao đổi với chúng tôi, và đặc biệt bên cạnh chúng tôi là một trong những Phật tử đến từ tiểu bang Idaho. Thưa chào cô. Dạ chào anh Đoàn Trọng. Thế pháp danh của cô sinh hoạt ở chùa là gì nào? Dạ thưa, tên là Diệu Nguyệt. Thế thưa đạo hữu Diệu Nguyệt, đạo hữu Diệu Nguyệt đến về miền Nam cách đây lâu chưa? Dạ thưa, khoảng chừng 2 tháng trở lại. Dạ. Và bây giờ thì là ở lại thành phố Westminster này hay là ở đâu? Dạ, thưa, ở tại thành phố Westminster. Thế trong cái sinh hoạt tâm linh với Phật giáo thì đạo hữu Diệu Nguyệt sinh hoạt ở ngôi chùa nào? Dạ, trước kia thì sinh hoạt ở chùa Linh Thứ ở Idaho. Nhưng từ khi chuyển qua bên đây thì chưa có đến sinh hoạt chùa nào cả. Nhưng mà thường thường Diệu Nguyệt thích sinh hoạt ở những chùa nhỏ. Nó thật là ấm cúng và có tình đạo hữu hơn. Thế cái liên hệ sinh hoạt giữa đạo hữu Diệu Nguyệt với sư cô Bích Liên thì như thế nào? Thưa, đó là cũng là một cái nhân duyên. Có dịp Diệu Nguyệt lên thành phố San Jose thăm gia đình thì gặp
thường thường Diệu Nguyệt gặp một cái tam bảo hay là một cái chùa nhỏ nào, Diệu Nguyệt rất là thích thú nên đến đó tụng kinh. Thì tình cờ gặp cô Ngọc Liên ở tại cái chùa đó là chùa Thiền viện Ngọc Phú. Đó, thành ra nhân duyên đó sư cô và Diệu Nguyệt gặp nhau, rồi từ đó nảy sinh tình thầy trò, cùng cảm mến lẫn nhau. Diệu Nguyệt cảm mến vì cái tài đức của sư cô Ngọc Liên, không những là mở rộng lòng bác ái đối với tất cả mọi người, không riêng gì một ai hết, Phật tử nào đến với sư cô cũng đều dang rộng vòng tay đón chào hết. Thành ra từ cái chỗ mà cảm mến đức độ của sư cô và những công việc thiện nguyện mà sư cô đã làm đó, nên Diệu Nguyệt rất là trân trọng. Năm nay và đặc biệt hôm nay là ngày rằm tháng giêng, đạo hữu Diệu Nguyệt đến đây với một cái niềm tin như thế nào với qua cái tu viện Pháp Đăng Nghiêm này nè? Diệu Nguyệt đến đây là đặt niềm tin vô chánh pháp, tại vì mình là một người Phật tử thuần thành thì lúc nào mình cũng đến với niềm tin ở trên trên cao để mà hỗ trợ cho tam bảo mỗi ngày được phát triển tốt đẹp hơn. Dạ, đó là niềm tin mà Diệu Nguyệt đặt tất cả vô đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế tiếp lời của sư cô Bích Liên thì quý vị nghĩ sao về cái những cái công việc cần phải đào tạo và gần gũi với giới trẻ ngày hôm nay thưa cô? Dạ thưa thưa anh và tất cả các quý vị, để tiếp nối theo sư cô, câu lạc bộ tình nghị sĩ hôm nay đến để chúc Tết sư cô và có một cái hân hoan được mời cô làm cố vấn cho ban thiếu nhi của câu lạc bộ tình nghị sĩ, tại vì đó là một cái giới trẻ mà cô thì rất là từ tâm mà rất là một người tốt. Thành ra chúng tôi muốn cho các em thấy rằng là đó một người giống như là tài tử hoa hậu, có tất cả đầy đủ danh vọng tiền bạc mà cô đã từ bỏ, cô để đi làm thiện nguyện, cô đi tu và cô có những cái tấm lòng tốt. Bây giờ các em thế hệ mới hãy noi gương cô, dù là đạo Phật hay là đạo công giáo hay là bất cứ đạo gì cũng vậy, nhưng mà người ta phải có cái tâm để mà sống hòa đồng với nhau và yêu thương lẫn nhau. Thành ra chúng tôi thấy gương của cô mà chúng tôi rất là mời cô ngày hôm nay được đến với chúng tôi, cùng chung tay với chúng tôi giúp đỡ dạy dỗ các em ban thiếu nhi. Thưa quý vị, ngày rằm tháng giêng chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh sinh hoạt tại các ngôi chùa ở quận Cam, đặc biệt là tại thành phố Westminster, cũng giống như câu lạc bộ tình nghệ sĩ đến với Pháp Viện Minh Đăng Quang và đặc biệt sư cô Bích Liên, một trong những người hiện nay đang chủ trì ngôi chùa Pháp Viện Minh Đăng Quang. Chào đạo hữu Đức Ngọc, thế đạo hữu đến từ thành phố nào? Dạ em ở thành phố Westminster. Thưa đạo hữu Đức Ngọc, có hay thường đến chùa trong thành phố Westminster hay không? Dạ có, nhưng mà cái chùa này đây là lần thứ hai em đến. Dạ. Thế tại sao hồi trước cũng đến chùa có pháp danh rồi mà không đến chùa này, bây giờ mới đến chùa này? Dạ em có pháp danh hồi lúc em còn ở Việt Nam mười mấy năm trước á. Dạ. Rồi tình cờ em coi trên TV á, thấy cô Bích Liên giới thiệu về chùa này nè, rồi em đến, em nghĩ là em có cái duyên á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân cái việc mà đã hoàn thành viên mãn Pháp Viện Minh Đăng Quang tổ sư Pháp Viện Đăng Quang tổ đình Giác Nghiêm này rồi, thì quý sư cô có một cái lịch trình tu tập rất là gọn gàng. Mỗi hàng tuần thì ở tại nơi Pháp Viện Minh Đăng Quang tổ đình Giác Nghiêm này thì vào ngày Chủ Nhật lúc 11 giờ có khóa lễ và khóa tu giảng pháp, nghe pháp hoặc là hành thiền. Thứ nhất là các quý sư cô ở nơi Pháp Viện Minh Đăng Quang này sẽ đảm trách cái vấn đề đó. Thứ hai là quý sư cô có thỉnh các tăng ni đến từ Sri Lanka, Myanmar cũng như các thầy ở nơi khác về để giảng pháp, để mà có những cái khóa pháp đàm thoại để mà cho tu tập cùng với Phật tử, cũng như trong tương lai thì có gia đình Phật tử đến để
sẽ tổ chức những cái chương trình đại lễ đặc biệt. Và hàng ngày cũng như thường lệ, tại đây có những cái khóa lễ sáng và tối. Và ngày 14 và 29 cũng đều có ngày sám hối, đều thọ bát quan trai, cũng như tất cả các ngôi chùa khác thường làm những cái điều đó. Thì ở Pháp viện Minh Đăng Quang này, tổ đình Giác Nhiên này, quý sư cô, đặc biệt là sư cô Hoa Liên và sư cô Hiền Liên sẽ lên lịch trình để bắt đầu cho cái chương trình tu học tại Pháp viện Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nhiên này. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái gia đình Phật tử ở nơi Pháp viện Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nhiên này trước đây thì chưa có. Thì sư cô cũng có nhân duyên lành, cũng có một vài anh chị ở trong ban Phật tử khác đã đến đây và có thưa với sư cô cũng như chia sẻ là sẽ thành lập một ban Phật tử cho riêng của đạo tràng Pháp viện Minh Đăng Quang tổ đình Giác Nhiên này, và mỗi ngày thứ bảy sẽ đến đây tập giờ cũng như là có những cái lớp Việt ngữ và Anh ngữ nói về giảng pháp về tiếng Anh và tiếng Việt ở tại nơi này. Trong thời gian qua thì sư cô đã học tại đó trên 2 năm rồi. Cái quá trình tiến sĩ Phật học của sư cô thì nó mất phải 4 năm. Năm nay 2018 thì đến năm 2019 thì sư cô sẽ hoàn thành xong cái chương trình tiến sĩ của sư cô tại nơi đó. Hiện giờ thì sư cô chuẩn bị chiều hôm nay lại lên máy bay bay về Sri Lanka để tiếp tục chương trình luận án trong năm nay, và năm tới là năm cuối cùng để sư cô hoàn thành cái bằng tiến sĩ. Sư cô mong mỏi có một tượng Quan Âm bằng đá để tôn thờ ở phía ngoài để Phật tử đến đánh lễ hàng ngày trước khi đi làm, và một tượng Di Lặc, cũng như sư cô mong mỏi được làm một bức tượng của sư ông Pháp Chủ Thích Chất Nhiên, người đã khai sơn ra Pháp viện Minh Đăng Quang này cách đây 40 năm. Đó là cái ước nguyện của sư cô sẽ làm, và hy vọng là cái chương trình đó sẽ được diễn ra cũng như sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn. Và trong tương lai một ngày rất là gần thì sư cô định vào ngày giỗ của sư ông là ngày 28 và 29 tháng 7 này, nhằm ngày Vía Quan Âm, ngày mà sư ông đã viên tịch 3 năm về trước, thì sư cô sẽ có chương trình làm giỗ cho sư ông, rồi tưởng niệm cái ngày sư ông xong rồi, cái ngày đó sư cô sẽ làm cái kỷ niệm 40 năm sư ông Thích Giác Nhiên đã sáng lập, người đã khai sơn ra cái nơi này và đem Phật giáo đến đất Hoa Kỳ, cũng như là khánh thành cái ngôi Tam Bảo đạo tràng này, cho được gọi là second generation, coi như người thứ hai. Người đầu tiên là khai sơn là sư ông Pháp Chủ Thích Chất Nhiên, rồi đến sư cô là người để về đây và xây dựng lại ngôi này. Thì trong 28 và 29 tháng 7 tới đây, hy vọng là cái chương trình đó sẽ thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô nhân dịp này thì xin phép xin đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Tăng già Khắc Sĩ Thế giới, Tổ Pháp viện Minh Đăng Quang, Tổ đình Giác Nhiên, xin gửi lời chúc đến tất cả quý chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni, và xin đặc biệt gửi lời thăm đến tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần, đặc biệt là những người Phật tử đệ tử của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên trước đây. Quý vị đã từng biết đến sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên ngày nào, và quý vị nào đã một lần ghé qua Pháp viện Minh Đăng Quang tổ đình Giác Nhiên này nhưng trong thời gian qua đã bị gián đoạn, thì nhân dịp này sư cô xin chân thành kính mời tất cả quý vị có duyên lành trở về Nam California, thành phố Westminster, thì quý vị ghé đánh lễ Phật và Tổ cũng như sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên tại nơi này. Sư cô rất hân hạnh và đón tiếp tất cả quý Phật tử và đệ tử của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên. Như những ngày vừa qua đó, trong cái dịp Tết 3 ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 thì sư cô đón tiếp rất là nhiều Phật tử, đặc biệt là đệ tử của sư ông ngày nào trở về. Nhưng sư cô không có đủ thời gian để trò chuyện hết và tâm sự cũng như chia sẻ những cái vui buồn mà sư ông Pháp Chủ đã để lại nơi này trong 40 năm qua. Hy vọng là trong những ngày sắp tới
sư cô sẽ gặp gỡ rất là nhiều Phật tử xa gần, đặc biệt là đệ tử của sư ông Pháp Chủ ngày nào tại Pháp viện Minh Đăng Quang tọa đình Giác Nhiên này. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.